Hai. Rồi, khi một thành viên mới về nhà thì chúng ta sẽ cho nó đi chào sân mấy anh chị ở nhà sẵn đó để làm quen với nhau. Để giao lưu kết nghĩa, mày làm gì dữ à? Hàng quá nào chà bá. 8888888, bà sữa. Chân nó ngắn rồi, cái cơ của nó trên người nó cũng cơ bắp nhiều nặng á, nó hay đi tẹt tẹt ngang nè. Tướng mập quen mà. Sợ nóng á. Đây, để lại đây tao lấy nước cho uống đi. Mát quá, rửa mặt rửa mày rồi coi. Bà sữa. Xin lỗi em đã quá mệt. Mày bí sợ luôn rồi, cho đi dạo rồi cũng bắt đẩy đi nữa. Nó là boss đó, dám giỡn cái nào. Đó, ho đi, mày ho. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay làm clip này giới thiệu với các bạn một thành viên mới của Nam Ngô Farm nữa ha, rất là dễ thương. Là đây, bò sữa. Rồi. Em bé này là dòng Exotic Bully ha. Exotic này là cái dòng size nó nhỏ hơn. Đó, nó nhỏ con hơn. Nó thấp hơn. Đó. Đây là dòng Exotic Bully. Bé nó có tên là bò sữa ha. Cái tên này nó trùng với lại cái dạng lông của nó. Giống như con bò sữa. Thì đây là một bạn của một người bạn của mình. Đó là Cà Rốt ha. Cà Rốt thì là thầy dạy vẽ, dạy cho thiếu nhi. Đó, thì ở nhà Cà Rốt là dạy học. Thì cũng có rất là nhiều bạn thiếu nhi. Đâm ra là cũng hơi ngại chuyện này. Đó, thì nhờ mình chăm giùm, mình nhận luôn. Tại vì nó rất là dễ thương. Đó, rất là dễ thương và rất là đẹp luôn. Đây là của nguồn của bạn Buôn Vũ ha. Nguồn chó. Gen của bên nguồn của Buôn Vũ. Ok. Thì cũng như thường lệ, khi một thành viên mới về nhà thì chúng ta sẽ cho nó đi chào sân mấy anh chị ở nhà sẵn đó để làm quen với nhau. Giao lưu kết nghĩa, mày làm gì dữ à? Giao lưu kết nghĩa. Có gì còn tương trợ lẫn nhau chứ, đúng không bò sữa? Đây là bạn đực nha. Đây. Hàng quá nào chà bá. Rồi thôi đi vòng chào sân, chào mấy anh chị lúc kia lúc ke tám đồ này nọ. Bạn này mặt hồng mũi hồng đó, lỗ tai cũng hồng luôn. Lỗ tai còn zin nha, không có cần phải tiểu phẫu ha. Và mũi ngắn, mặt rất là đẹp, đầu bự mũi ngắn. Mày quậy quá. Rồi đi, chào bằng cái gì nè, Ken đi. Chào đi, chào Ken đi, nè. Ót liền các bạn, đúng rồi, dòng này nó dòng bully thì vẫn là dòng boss ha. Đang sủa gặp cái ót liền. Rồi, chào Tám, chào đồ đi nè. Tám muốn ra đi chơi chung với nó không? Tám ra chơi chung với nó không? Hả? Thôi cho Tám ra dắt nó đi chơi nha. Nha. Rồi Tám ra đây. Dắt thằng này đi làm quen đi. Để vô đổ cháo ra đây con. Ra đây. Đi Tám. Mắc cỡ gì? Nó người mới nó mắc cỡ mày. Người cũ mắc cỡ gì? Vô đây. Nhảy xuống. Tám. À. Rồi đi. Đi tiếp. Đi ra, bò sữa. 8888888, bò sữa. Nó lằng xằng quá. Đi. Còn nữa, còn mấy anh em lận. Còn nhiều bạn bè lắm, dẫn đi làm quen. Đây các bạn, nhà mình cũng có cái gốc mới. Mới dời cái chuồng chó vô đây, vô sát hàng rào. Và làm một cái giàn lan. Làm một giàn lan treo đây cho nó mát. Ôi chạy kìa. Chạy kìa, lăn xăng kìa. Rồi lại chào nó đi. Nè chào anh đi.
Để mốt mà có chuyện gì nó không binh nói nó nữa. Im ghê à, đâu dám hó hé gì, bình thường sủa ghê lắm. Đi chơi tiếp, đi vòng qua đây gặp lúc kia lúc ke. Dễ cưng rồi các bạn. Anh em đang coi livestream có thích cái dòng buôn lì không? Rất là dễ thương ha. Em nó đi hai hàng giống em quá. Ừ, đi hai hàng giống quá. Thường thường mấy con buôn lì nó hay bị đi hai hàng các bạn. Nó hay bị đi hai hàng. Chân nó ngắn rồi cái cơ của nó trên người nó cũng cơ bắp nhiều nặng á, nó hay đi tẹt tẹt ngang này nè. Kệ nó. Đi. Đi con. Chui ra đây. Chạy đi. Tướng ngọc đàn. Bây giờ chơi đó. Này lại đây làm quen. Chạy làm quen với nó đi. Quen mà. Thấy, nó thấy cameraman lạ nó làm vậy ghê không? Đây. Con bò sữa nó là chó đực. Bữa giờ nó về đây nó gặp mấy chó cái nó cà hí cà nhướng nó nhảy lên ngoài à. Mà chân ngắn quá nhảy không nổi. Nóng á, nóng á. À, nóng á. Sợ nóng á. Đây để lại đây ta lấy nước cho uống đi. Đi con. Chạy 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 lại đây uống nước. Mập địch mà đi hai hàng. Chạy cái tướng thấy ghét. Hôm qua nó nhảy xuống cái hồ sen nó tắm luôn mới ghê chứ. Nóng quá. Về đây anh cho vận động với lại đi chơi nhiều là nó sẽ coi như là khỏe mạnh hơn ha. Cái dòng này các bạn, cái mũi nó ngắn quá cho nên cái đường hô hấp nó hay bị đó, thở khò khè vậy đó, thở rất là mệt. À, mệt nữa nghỉ, khi mệt là vui vô chỗ mát nằm nghỉ. Qua đây nước nè. Trời thở quá rồi. Có chén nào đựng nước không ta? Chơi cái này luôn. Qua đây nè bò sữa, qua đây uống nước. Tụi này mà các bạn không có lưu ý cái chỗ nước của nó, để nó nóng quá không có chỗ uống nước nó mất nước nó dễ cũng dễ tèo lắm nha anh em. Uống đi, uống cho nó tỉnh lại. Lấy tao tắm cho, lấy tao tắm cho mát. Hay tắm luôn không? Đây tắm đây cái cho mát. Vô đây đứng. Vô đây đứng. Đứng là cho miếng nước ấm cho mát. Mát quá, rửa mặt rửa mày rồi coi. Miếng không à, miếng chảy chỗ này quá trời rồi nè. Cái chân của nó hay bị tẹt lắm. Hả? Thấy chưa? Rồi hạ nhiệt đi. Nhưng mà mình nuôi á, mình nuôi mà những con chó này thì nó ở giống như nó giống nước ngoài thì nó khí hậu nó mát hơn. Về đây nó nóng quá. Ai mà kỹ quá nuôi nó phòng máy lạnh nhiều quá thì nó không đi chơi được các bạn. Ra ngoài nắng chút là nó gọi là nó mất sức. Còn con này thì cũng được nuôi từ nhỏ ở Việt Nam nên cũng quen khí hậu rồi. Nên cũng khỏe. Bậy rồi đó. Bậy rồi đó. Rồi tắm sơ sơ cho mát vậy được rồi. Lát tao cho mày ngâm bồn.
lông chó không mà nó đang thời kỳ thay lông, lông quá. Lại đi. Đây, chiều nay tao lấy thịt thà cho ăn. Rồi qua gặp thằng Lucky rồi, thằng Lucky rồi, thằng mà nó hung dữ nhất á. Khỏe chưa? Đi con. Sợ nóng hả? Ở đây mát quá. Thôi đi về chuồng. Trời ơi đây mát quá. Đây mát quá. Thèm nước hay gì? Đây nước đây. Nãy đưa nước cho ông uống. Mày đúng là nhiều chuyện thấy sợ luôn á. Liếm láp vậy thôi á. Hay muốn nhảy xuống bơi? Dám không? Nó nhảy xuống bơi không? Nhảy luôn. Đi. Đi về. Đi con. Bà sữa, bà sữa. Chạy 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 chạy. Đi. Không đi anh đi trước à. Nằm bê luôn rồi. Không chịu đi luôn rồi. Bò sữa bò sữa bò sữa. Nóng quá. Nóng quá mệt là cái gì. Ở đây. Ở bình thường ở nhà, nhà cà rốt đó mày chạy dữ lắm mà, hở chút là mày chạy ra mày ngoài sân mà. Thôi giờ đẩy về chuồng nha. Đi không nổi đúng không? Ở đây. Đẩy về chuồng. Cái này lên cán luôn rồi. Thở oxy. Đây, cho về chuồng. Xin lỗi em đã quá mệt. Đây. Bí cái sợ luôn rồi, cho đi dạo rồi cũng bắt đẩy đi nữa. Sướng không? Ồ, xoài đã ra ta xài mọc tới ngay xa xa luôn. À, lấy tên là Nam Ngô Pha mà Nam Ngô giống như là làm lính nha. Giống như làm lính nha. Đẩy tụi bay đi chơi nè, gặp thằng lúc ke đi, là thằng dữ nhất đây nè. Nó là boss đó, dám giỡn cái nào. Đó, ho đi, mày ho. Ót liền các bạn, đúng là chó boss mà. Đứng rồi mới thở rồi, chưa kịp làm gì á, thằng kia rồi nhìn con mắt nó kìa. Mắt quýu liền. Đúng à, đúng là người ta kêu là boss này cũng có. Cái dí nặng quá hay gì á. Thôi đi, được rồi, làm quen thôi. Có mặt rồi, mặt sợ rồi. Nó hơn vua nữa các bạn không? Có người đẩy đi nữa. Sướng chưa? Sướng chưa? Về đây là phải vận động nhiều nè, làm quen với khí hậu à, nó nóng nóng chút xíu. Để mốt chạy đi vòng vòng chơi với tụi nó. Thấy chưa? Chứ còn mốt mà nó chạy vòng vòng chơi mình yếu quá mình thở không à. Chù khúc này hơi căng nha. Cẩn thận nha. Xuống dốc. Không biết mày có mệt không chứ tao thấy mệt đó. Rồi xuống đi. Sướng quá gì nữa.
Rồi xuống đi ông. Phá quá. Ok các bạn, thì đây là thành viên mới của Nam Ngô Farm ha. Và chắc còn nữa quá, chưa dừng lại ở đây đâu. Bé nó tên là bò sữa, đây là dòng Exotic Bully của bạn Cà Rốt đưa cho mình chăm sóc. Bé nó cũng rất là dễ thương, rất là ngoan. Nhưng mà mới về nhà mới, đâm ra còn mắc cỡ, còn ngại ngùng, chưa có dám gọi là bung lộ như hai đứa kia. Nó làm mình nhớ tới con Lucy ngày đầu về đây cũng vậy, rất là ngoan hiền, rất là nết na nền nã. Nhưng mà giờ cuối cùng nó, bạn nhìn nó kìa, lầy lội nhất luôn. Cho con này ăn, không cho nó ăn là nó la làng la sớm. Tới giờ thả đi chơi mà chưa thả ra là cũng vậy, đứng ra nhoi. Mở mặt á, lúc mà cho đồ ăn mặt ham ăn lắm, cái mặt rất là ham ăn, mà mặt mà nhìn đồ ăn mà ngáo luôn á, là nó đó. Đó rồi, ok mọi người. Giới thiệu với bạn một bạn chó mới của mình, bé nó tên là bò sữa ha. Rồi sẽ có nhiều cái clip hấp dẫn vui vẻ xoay quanh bộ ba quậy phá này. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye, hẹn mọi người ở clip lần sau nha. Ok anh em.